mọi người cân nhắc cái đi cùng chim nha. Tới nơi, tới nơi. À, địa điểm đầu tiên mình sẽ là check-in cà phê cá coi nha mọi người. Không gian ở đây tuyệt vời. Từ giữa đường nha. Qua cà phê ở đây cũng bình dân mọi người. Được coi cá và ri nữa. Thì sau khi mà mình sử dụng cà phê buổi sáng mình sẽ di chuyển ra bên loại bán hải sản. Let's go. Họ đang ở bến đầu bên mọi người. Chuẩn bị lên. Hello, hướng dẫn viên nhiệt tình vui vẻ đây. À, lên trước mình xuống trước cho nhanh. Đông, chủ nhật đi đông mọi người. Hôm nay cái tour phòng chim này đi để trải nghiệm rẻ lắm. Trời. Nếu như mọi người muốn book tour hay là tự túc thì cũng được, nhưng mà ông viên mọi người nên book một cái tour đi với anh hướng dẫn viên rất là vui vẻ này, mọi người sẽ có những cái trải nghiệm cực kỳ là hay. Chúng ta sẽ di chuyển tầm khoảng 10 phút và có những cái trải nghiệm cực kỳ là hay. Ôi trời, hồi nãy trong kia anh rất là nóng, bây giờ ngoài này mát ơi là mát. Hướng dẫn viên nói đây là phố đi bộ, bà con sinh sống ở một cái cồn cách xa đất liền nhưng mà cũng không xa, thì đi thường là đi ghe 2K một lượt đi. Mọi người sinh sống ở trên khu này chung là cũng sống định cư để mà chúng ta giữ đất rồi chúng ta có những sinh hoạt. Cũng hy vọng là mọi người cũng sẽ có những cái trải nghiệm kỳ thú vị ở đây, ráng mà giữ được cái lá xanh của cái vùng biển Quy Nhơn của mình chỗ này là quá tốt mọi người. Mọi người cân nhắc cái đi cùng chim nha. Món này là món quái đản anh em. Anh em biết quái đản không? Này là không xây không gì. Còn chim. Đây. Ây. Trời ơi, nó ngon rồi. Anh em cứ tới đây là sẽ có món quái đản. Mẫu với mọi người luôn, chăm có. Không có là cứ một chịu trách nhiệm không còn. Wow. Cá dưới hồ luôn, tôi lắm. Cá nhiều. Đây đây đây. Tiếp tục là chuyên mục ăn uống rồi nè. Đây, mình sẽ dùng rất là nhiều món ngon hải sản ở đây là người ta đánh bắt ở những cái đìa này luôn. Đây bắt cho là mình sử dụng đồ tươi ngon. Không có em rồi em. Thảo rung hả? Còn lại là để tí nữa mình về mình làm cái món đặc sản.